Nên chọn tủ bếp nhựa hay tủ bếp gỗ là phân vân của rất nhiều người, bởi lẽ mỗi loại tủ bếp này có những ưu và nhược điểm riêng. Cho nên trong video này, Blog Nội Thất Đẹp sẽ phân tích và so sánh giữa tủ bếp bằng nhựa và tủ bếp bằng gỗ để bạn dễ dàng lựa chọn nha. Và trước khi vào video thì các bạn cũng nhớ đăng ký, nhấn chuông, like và share để nhận thêm nhiều video chia sẻ kinh nghiệm chọn nội thất hữu ích của kênh nha. Tủ bếp bằng nhựa. Đây là loại tủ bếp mới hot trong những năm gần đây. Bạn có thể hình dung chất liệu làm tủ bếp bằng nhựa có cấu tạo gồm 3 lớp, trong đó phần lõi là MDF thường hoặc là chống ẩm. Tiếp đến là lớp phim tạo màu hoặc hoa văn, cuối cùng là lớp nhựa trong suốt bảo vệ. Giá tủ bếp bằng nhựa dao động ở mức 4 triệu cho đến 5 triệu rưỡi một mét dài. Vậy ưu nhược điểm của tủ bếp bằng nhựa là gì? Mời các bạn cùng phân tích tiếp với Blog Nội Thất Đẹp nha. Ưu điểm của tủ bếp bằng nhựa. Giá thành thấp là ưu điểm lớn nhất của tủ bếp bằng nhựa, vì chúng được sản xuất hàng loạt theo dây chuyền hiện đại. Bên cạnh đó thì cũng đảm bảo chất lượng ổn định. Tiếp theo thì tủ bếp bằng nhựa có khả năng chống mối mọt, công ven hiệu quả, đồng thời cũng có khả năng chịu nhiệt, chịu va đập rất tốt. Chưa kể với tủ bếp bằng nhựa Arelis còn có khả năng chống trầy xước vượt trội, nên đảm bảo luôn được mới và đẹp theo thời gian. Màu sắc và kiểu dáng đa dạng cũng là ưu điểm của tủ bếp bằng nhựa, làm các gia chủ hài lòng. Với loại tủ bếp này thì các bạn có thể lựa chọn như là màu trơn, màu vân gỗ hay cả màu ánh kim. Nhược điểm của tủ bếp bằng nhựa. Bên cạnh những ưu điểm vượt trội thì tủ bếp bằng nhựa cũng có những mặt hạn chế như sau. Tủ bếp bằng nhựa có nhiều màu sắc nhưng không thể chạm khắc được hoa văn, nên chỉ phù hợp với những phong cách thiết kế nhà hiện đại hoặc tối giản, không phù hợp với những kiểu phòng bếp cổ điển hay là tân cổ điển. Một nhược điểm khác của tủ bếp bằng nhựa là khó sửa chữa. Tuy tủ bếp bằng nhựa có khả năng chống trầy xước tốt, nhưng trường hợp lỡ bị trầy không thể sửa chữa mà chỉ có thể thay mới. Cuối cùng là với một số tủ bếp bằng nhựa kém chất lượng sẽ có mùi khó chịu, dẫn đến ảnh hưởng không tốt cho đến sức khỏe của người sử dụng. Tủ bếp bằng gỗ. Phải nói rằng tủ bếp bằng gỗ là loại tủ bếp truyền thống được nhiều gia chủ lựa chọn từ trước đến nay bởi những ưu điểm vượt trội của chúng. Hiện tại thì tủ bếp bằng gỗ có nhiều loại, nhưng mình tạm chia thành hai nhóm là tủ bếp bằng gỗ tự nhiên và tủ bếp bằng gỗ công nghiệp. Trong đó, tủ bếp bằng gỗ công nghiệp có hai loại là thường và chống ẩm, với giá dao động tầm khoảng 3 triệu rưỡi đến 5 triệu đồng một mét dài. Còn tủ bếp bằng gỗ tự nhiên thì giá cao hơn nhiều, tùy vào từng loại gỗ, với giá dao động tầm khoảng 5 triệu đến 10 triệu một mét dài. Ưu điểm của loại tủ bếp bằng gỗ. Kiểu dáng đa dạng, đa phong cách là ưu điểm lớn nhất của tủ bếp bằng gỗ. Như Blog Nội Thất Đẹp có nói là tủ bếp bằng gỗ thì có nhiều màu sắc, nhiều loại và hoa văn, cho nên phù hợp với hầu hết phong cách thiết kế nhà, từ hiện đại, trẻ trung, tối giản đến phong cách hoàng gia quý tộc. Tiếp đến là tủ bếp bằng gỗ có khả năng chịu va đập tốt, đồng thời cũng dễ dàng sửa chữa khắc phục như mới nếu như có tình trạng bị trầy xước hoặc là nứt vỡ. Chưa kể nếu muốn thay đổi phong cách tủ bếp bằng gỗ, bạn chỉ cần sơn mới rất dễ dàng với mức chi phí thấp. Một ưu điểm khác của tủ bếp bằng gỗ chính là mang đến vẻ đẹp sang trọng, tinh tế mà không lỗi mốt. Chưa kể với những mẫu màu vân gỗ tự nhiên còn tạo cảm giác ấm áp cho gia đình, cho phòng bếp nhà bạn. Nhược điểm của tủ bếp bằng gỗ. Chịu nứt kém là nhược điểm lớn nhất của tủ bếp bằng gỗ, đặc biệt là dòng tủ bếp bằng gỗ công nghiệp thường. Chưa kể với các loại tủ bếp bằng gỗ tự nhiên kém chất lượng, không được tẩm sấy kỹ càng, thì còn có tình trạng bị mối mọt, cong ven sau một thời gian sử dụng. Một nhược điểm khác nữa là tủ bếp bằng gỗ thường có giá thành cao, đặc biệt là các dòng bằng gỗ tự nhiên. So sánh giữa tủ bếp bằng nhựa và tủ bếp bằng gỗ. Về chi phí, nếu như mà so sánh giữa dòng tủ bếp gỗ công nghiệp với tủ bếp bằng nhựa thì không có chênh lệch nhiều, song tủ bếp bằng gỗ tự nhiên thì lại có giá thành cao hơn nha. Về thẩm mỹ thì mỗi loại tủ bếp đều mang một vẻ đẹp riêng, song tủ bếp bằng gỗ lại có tính đa dạng về phong cách hơn vì có thể chạm trổ được nhiều hoa văn khác nhau. Còn xét về độ bền thì tủ bếp bằng nhựa có vẻ chiếm ưu thế hơn một chút, vì chúng khắc phục được những nhược điểm mà tủ bếp bằng gỗ tự nhiên, như là khả năng chống mối mọt, công ven và giá thành hợp lý. Chưa kể tủ bếp bằng nhựa còn có lớp nhựa trong suốt bảo vệ bên ngoài, nên có khả năng chống phai màu và trầy xước cực kỳ tốt. Về khả năng sửa chữa và bảo trì, như Blog Nội Thất Đẹp có nói thì tủ bếp bằng nhựa khó trầy, lâu phai màu, nhưng nếu hư thì phải thay mới.
Trong khi đó, tủ bếp bằng gỗ có thể dễ dàng sửa chữa, khắc phục vết nứt, vết trầy mà còn có thể sơn lại màu mới rất dễ dàng nữa. Sau khi đã phân tích và so sánh về tủ bếp bằng gỗ và tủ bếp bằng nhựa, thì chắc rằng bạn đã đưa ra được lựa chọn phù hợp nhất cho mình rồi đúng không nào? Và nếu như bạn vẫn còn thắc mắc về tủ bếp bằng gỗ hay tủ bếp bằng nhựa, thì hãy để lại câu hỏi trong phần bình luận dưới video. Blog Nội Thất Đẹp sẽ phản hồi lại bạn trong thời gian sớm nhất nha. Các bạn thấy video của Blog Nội Thất Đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nha. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share ủng hộ Blog Nội Thất Đẹp nha. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.